Dạ, Ngọc Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Rất vui được gặp lại cô chú và anh chị. Dạ, thì hôm nay Ngọc Ngọc sẽ đưa cô chú và anh chị mình vào thăm chợ Long An nha. Chợ Long An này là trực thuộc về thị xã Tân Châu. Thì bây giờ Ngọc Ngọc cũng đang đứng ở ngoài chợ này cô chú. Mình cũng tình cờ bắt gặp một hình ảnh bà cụ đang ngồi trên ghế. Mà hình như là Ngọc Ngọc thấy bà cụ có chuyện gì đó. Bà đang khóc là cô chú và anh chị. Thì bây giờ Ngọc Ngọc xin mời cô chú và anh chị cùng Ngọc Ngọc là đến hỏi thăm bà cụ một tí xíu nha. Dạ. Ủa sao gì sao bà khóc vậy? Không, bà bán với số bà bị giật với số. Dạ. Hỏi bà kìa. Ừ, ngại chú ơi, hai chú đó mua. Sao bà? Đây bà cho con gửi rồi. Bà cho con gửi này rồi bà nói chuyện con nghe nha. Đi bán đi bộ. Dạ. Hai chú nó mua. Mới là. Dạ. À, lựa chú rồi cái gói chú còn chú lượm nó mất 36 tờ là kiểu như là bà đi bán cái số hả? Dạ. Rồi có hai chú đó, hai người đàn ông. Dạ, hai lời mua số ha. Dạ. Dạ. Là ngồi trên xe hay sao bà? Ngồi trên xe ông Đa. Dạ, ngồi trên xe ông Đa. Dạ. Rồi là cầm cái số xong mà giật nó chạy luôn. Nó mua nó tòng rớt xuống nè. Dạ. Rồi còn chú lượm. Nó mới rút lấy đi luôn. Đi luôn. Dạ. Dạ. Là hồi nãy là hai người đó mua vé số là bà vẫn ngồi đây. Không, bà mới đi lại đây, người ta cho có gian lại đây mà đi bộ bán à. À, dạ. Thì bà nói là bà đang trên đường đi bộ bán của dạ. Chú. Tình cờ gặp hai người thanh niên. Dạ. Lại hỏi mua vé số. Dạ. Thì trong khi đó cầm vé số của bà lựa nhưng mà thực sự ra là nó rút vé số xong rồi lên xe chạy luôn hả bà? Dạ. Dạ. À, anh mua tiếp bà đi. Rồi bà bị giật hết bao nhiêu tờ? 36 tờ. 36 tờ hả? Dạ. Bây giờ bà đi về. Dạ. Nói gì lắm. Thì Quý Ngọc nghe nói là bà bị giật 36 tờ. Bữa nay bà bán bao nhiêu tờ? Dạ. Bán có 250 à. 250 vé hả? Dạ. 250 vé. 250 vé là dạ. Đâu bán tới? 250 bán 250 đi đó, đi bộ hoài qua tứ hoài. Nếu mà bán tới 250 vé rồi hả bà hai? Dạ, 250 cái gì? 250 vé. Sao mình sáng giờ bán còn nhiêu hả? Dạ, cái này bị lấy ba mấy giờ bán à, nhiêu? À, bán ngày qua có bữa nay đó. Dạ, kiểu như là bà bán dạ, từ hôm qua tới chiều, giờ. Dạ. Dạ. Bán một chiều. Cũng như bà bán rồi chiều bữa nay. Chiều dạ. Bán chiều. Dạ vậy đó hả? Dạ. Hả gì rồi nãy giờ là gì ở đây là gì thấy bà bị giật lâu chưa? Giật ở đâu dưới trong bà này mà. Dạ. Rồi là bà đi bộ lên đây đó hả? Ờ bà đi bộ lỡ rồi tắm cho dạo. À vậy là cái chị bán bánh này cho gạo đó hả? Không, cái tiệm vàng. Dạ. Tiệm vàng mới cho gạo. Dạ. Dạ. Mấy từ nay là nhờ mấy hội đồng quân cho 10 triệu nữa mà làm mà con bà mới mất hả? Dạ, chơi cho như cái đó nhận cho lấy dạ. Nghĩ thì như tiếc đó. Dạ. Rồi hằng ngày rồi bây giờ bà ở với ai? Có mình rồi bà Vũ. Còn có một mình rồi hả? Dạ. Rồi, bà bán một ngày 250 vé, có khi nào bà bán hết không? Dạ bán hết trơn, người ta mua tiếp giùm có dạ, khi là người ta thấy bà lớn tuổi dạ, thì tội phải không? Có bữa người ta đưa có giam giữ người chú vì dạ. Không có số dạ. Rồi chăm cũng phải đi bộ bán hoài. Vậy là bà mất hết 36 tờ. Dạ. 36 tờ là 360.000 phải không? À, dạ. Dạ. Thì thôi bây giờ con nói bà nghe nè, bà đừng có khóc nữa ha. Dạ. Dạ. Thôi là bà. Dạ. Bà bị giật không?
gì, và ngày nào là thấy bà cụ cũng đi bán đây hết trơn hả? Dạ. Dạ. Ở đây nhân vô bến đòi số 9 hả chú? Bến đòi số 9, bà nó ở bến đòi số 9. Là bà cụ ở một mình hả gì hả? Bà chú, mình không gì không bà hai? Có một mình một. Có một mình một. Chú đi tới nhà thương chợ gãy, chú tìm cái tên Nguyễn Thị Như Tiết đó, là mấy chú nó cho cháu tiền bằng mã bằng đồ đó. Mấy chú hậu đồng quân á tới nhà chụp hình đồ. Chị Ngọc nghe bà nói thì thấy cũng rất là tội của chú và anh chị. Bà năm nay được mấy mươi rồi? Năm nay là 79 á. Bà 79 rồi hả? À. Dạ. Tết nay mới 80 chú. Rồi hằng ngày là bà ở với con bà, nhưng mà giờ là con bà mất rồi. Dạ. Rồi bà ở một mình thôi. Ở một mình một. Bà có một người con thôi hả? Dạ. Con đông mà nó có chồng với vợ tan nó chơi rồi, món mình nhỏ đôi chung rồi nó chết đó chú. Thì thành bà ra nói là mình con một. Cái cũng đông nhưng mà có chồng có vợ riêng hết. Hiện giờ thì bà ở với chồng nghèo khổ. Người con trai hay con gái? Con của bà con gái chết 53 tuổi. Dạ, 53 tuổi. Nó Nguyễn Thị Như Tiết đó là. Dạ. cái tên của nó nằm ở bệnh viện ở mà nhà thương giờ gãy. Dạ. Đúng đây chỗ này nè, bộ không được chết đấy chú. Dạ. Thì hôm nay Ngọc cũng tình cờ qua chợ này mới gặp được bà cô chú và anh chị, thì bà cũng ngồi đây và khóc nãy giờ. Nguyễn Ngọc cũng có hỏi thăm vòng vòng ở đây thì mọi người nói là bà bị giật vé số hết 30 mấy tờ hả bà? 36 tờ. Dạ. Thì tiện đây thì con cũng thay mặt là chị Phương ở Mỹ với là chị Lưu Thúy gửi lời chú 200 ngàn. Con gửi cho bà 400 ha. Dạ. Dạ. Đây là tiền của chị Lưu Thúy ở Mỹ với là chị Phương. Ha. Con tính là Mỹ là 3 triệu mốt con gửi cho bà nha. Dạ. Dạ. Thôi bà đừng có khóc nữa ha. Mỗi mốt mà bà bán thì cẩn thận lại. Cảm ơn chú đấy là con. Dạ, không, bác không, bà cầm đi, bà cầm nó đi rồi bà lấy vé số thêm nha. Dạ. Thì cũng Ngọc giờ bà về bà 100, mệt lắm nhưng mà bà ơi. Không lấy của chú, bà chỉ lấy 200 thôi, nhưng mà cũng Ngọc bà cũng mệt. Đưa cho bà luôn để bà giữ. Thì 400 ngàn đó thì cũng như là đủ lại cái vốn rồi đó ha. Vốn rồi đó chú. Dạ thôi bà đừng có khóc nữa nha. Dạ, dạ. Mô gì nào bà. Dạ. Gửi lại bà bán. Dạ là... không, dạ không, bà cầm đi, bà cầm đi. Dạ. Dạ thôi bà đừng có khóc nữa ha. Dạ. Dạ. Dạ thôi bà cố gắng ha. Dạ. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, nó mô dạ. Bà chúc chú dạ. Được sức khỏe. Dạ, dạ. Thôi bà có chết là con đổ mấy con. Ủa chị bán trái cây đây hả? Dạ. Thì ở khu vực ngoài này cũng Ngọc thấy là bán trái cây nè cô chú. Còn ở trong chợ thì mọi người cũng bán cá rồi nè. Ủa chị thấy cái chợ này sao em thấy là mọi người chỉ bán dọc dọc hai bên này không hả? Có trong nhà lòng cũng có hả chị? Dạ. Dạ. Dạ, chị bán trái cây ở đây đó ha. Chị bán đây lâu chưa? 6 năm rồi. Dạ. Bán mấy năm rồi hả? Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ, giọng nó bán cá ngoài cá đẹp lắm. Dạ. Em thì bây giờ của Ngọc cũng đi vô khu vực trong này là cô chú. Bên này cũng Ngọc thấy bán chiếc sim nè. Dạ. Em chào chị nha. Ở đây là chú sim đen rồi anh chị. Chú sim đen. Dạ. Cái chú sim đen này nó rất là ngọt hả cô chú và anh chị. Chú sim đen là con chặt luôn. Dạ, chú sim đen này là nhất rồi ha. À, ở này mình bán nãy nhiêu hả chị? Nãy có mười mấy ngàn nha. Dạ vậy đó hả? Dạ. Cái chuối sim đen này thì Nguyễn Ngọc cũng ít thấy lắm, đa số là thấy cái chuối sim trắng không à. Dạ. Sim đen này thì nó ngọt mà nó thơm nữa. Còn cái sim đen, sim trắng thì mình ăn làm như nó có cái vị chua hả chị ha. Còn ở này sim đen là nó ngon, ăn cái thứ dọc nó vàng ao, trong đỏ ao. Dạ. Rồi bên này là táo rồi chị bán, chị cũng vô sẵn bọc gì đó hả? Vô bọc gì nè, đang chạy bán. À cái này mình còn chạy đi bán nữa chứ không phải là ngồi cố định chỗ hả chị? Không, cũng ngồi ở đây nữa mà. Dạ. Kiểu như giá tỷ chưa mà giá tỷ bán nó ví dụ bán ế quá đó chứ. Dạ. Bắt buộc phải chạy. Dạ cũng vậy đó. Bán gì đó. Dạ. Con vừa bán giá chưa cái tan chợ chưa rồi cái nghe còn ế đậu cái mình chạy đi vòng bán. Dạ. Dạ. Đúng rồi, mình chạy cho chị bán thêm thì nó cũng nhanh hả chị ha.
tại vì mình ngồi giờ cái mình bán cái chưa cái tan chợ đâu còn ai đâu, mình thử là mình phải bắt buộc phải chạy đi giờ. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha, em chúc chị mua may bán đắt nha. Rồi chị đi bán rồi, đây là ông xã hả? Dạ. Rồi ảnh ra đây anh ngồi anh giữ cái gì? Hả? Giữ ma hả? Cái máu đi đầu tiên đó chứ, bán này chứ bỏ đi được, tại có đi chạy chứ không dịch mới lấy về. Dạ. Đúng rồi, kệ chạy ra đây tiếp tiếp chỉ cho đỡ buồn ha. Dạ. Rồi em chúc anh chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, thì bên đây cũng Ngọc thấy những cái túi này, ủa? À, cái túi này là túi gì vậy gì? Cơm chay. Ờ, à, cá cơm chay hả? Chuối, chuối, cái này là chuối mình á, trái chuối à, trái chuối hả? Thì cái này là Nguyễn Ngọc vừa hỏi gì thì gì nói là cá cơm chay nè cô chú, à, là trái chuối kiểu như sắc nhỏ ra rồi ta ướp gia vị ta làm như kiểu đồ chay hay gì á. Dạ. Dạ. Bịch 10.000 cũng dễ ăn lắm cô chú. Ở đây là gì bán những cái mặt hàng đồ chay không đó? Dạ, ở nhà là gì làm đó hả? Cái này, dạ, thì ở đây, dạ, à, cái nước chanh dây đó hả gì? Dạ, thì cái nước chanh dây là Nguyễn Ngọc thấy là gì cũng vô chai sẵn rồi cô chú. Chai gì mình bán mấy ngàn hả gì hả? Dạ, dạ cũng dễ uống cô chú. Dạ, ở đây Nguyễn Ngọc thấy là gì cũng có bán cái đu đủ mắm nữa hả gì ha? Dạ, đu đủ mắm mà kiểu đu đủ tương đó ha. Dạ. Dạ thì đồ mặn đồ chai là có hết cô chú. À, bên đây Nguyễn Ngọc thấy gì thì bán chuối già, à, những cái nãy chuối già có gì là chuối bự bự không á? Dạ. Cái chuối này chuối già cui quá hả gì hả? Dạ già hương. Dạ. Già hương. Già hương không? Dạ. Dạ. Thấy giờ có quay gì có đưa lên không? Như tiếng không? Dạ. Dạ. Cái chuối này là chuối nhà mình đó hả gì? Dạ chuối mua. Dạ chuối mua hả? Dạ. Là ngày nào gì cũng ra chợ bán chứ. Dạ. Vì năm nay được mấy mươi rồi? Dạ tuổi dạ, con mèo năm nay sáu mấy, năm mấy hả? À? Dạ. Hả? Sáu mấy hay năm mấy? Sáu mấy hả? À? Sáu mấy ha, sáu hai ha. Dạ. Dạ. Rồi gì đi bán gì rồi con cái gì đâu? Dạ con cái đi mặn mướn hết. Dạ con cái đi mặn mướn hết hả gì? Dạ. Dạ. Rồi hiện giờ là gì ở với ai? Hai ông bà. À hai ông bà thôi hả? Dạ. À, rồi chú năm nay được mấy mươi gì? Dạ ông tuổi ông châu á. Dạ. Rồi chú ở nhà cơm nước ha gì dạ, đi bán chú, hả? Dạ chú đi bán chú đậu mâu cũng đi bán chuối gì. Dạ chú cũng đi bán chuối với gì đó ha. Dạ. Dạ. Coi như chú bán chợ gì bán chợ ha. Dạ. Dạ. Ai đâu bán đồ quá ế. Ế lắm hay gì? Dạ. Dạ. Bán ế nhỉ. Một ngày mình bán được bao nhiêu nải chuối hay gì hả? Dạ bán chắc sáng năm nải chuối xiên. Dạ. Còn mấy nải chuối dừa với hai nải chuối sáng. Dạ. Dạ, con cảm ơn dì nha, con chúc dì nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Thì dì nói là dì với chú là cũng đi bán chuối, nhưng mà chú bán một chợ, dì bán một chợ của chú anh chị. Dạ, con chào dì. À dì cái này bánh tét chay, bánh tét mặn đây hả dì? Dạ chai mặn có hết hả? Cái này là mình ở nhà mình gói đó hả dì ha? Dạ. Là dì chỉ bán bánh tét thôi, chứ ngoài ra mình không còn bán. Cũng bán cái này bánh kia. Cũng bán mà. Dạ. Mà cho đổi cái này mốt đổi cái kia vậy. À mình gói mình thay đổi hàng ngày đó hả dì ha? Dạ. Rồi bữa nay dì bán bánh tét, rồi mai dì bán bánh chuối, bánh chuối hết rồi còn bánh tét. Dạ, còn bánh tét nhưng mỡ đó hả dì? Dạ mỡ nhưng tương quá. Dạ. Dì bán được bao nhiêu năm rồi hả dì? Mấy chục năm rồi. Dạ. Mấy chục rồi đó. Mấy chục năm rồi đó hả? Dạ. Có mấy tuổi rồi. Dạ. 21, 22 tuổi rồi. Dạ. Tính ra là dì bán 40 mấy năm rồi. Dạ. Dạ. Cái nghề này là đừng có để thất truyền nghe gì. Sau này mình truyền lại cho con cháu mình ha. Con cháu không truyền đâu, chơi nghề cực lắm. Dạ. Dạ đúng rồi, cực ha. Kiểu như mình lớn tuổi rồi, chứ phần hồi đó giờ là gói cũng mấy chục năm rồi. Nhiều khi bỏ thấy cũng uổng hay gì á. Kiểu như giờ là gói theo đam mê đó. Dạ. Dạ. Ôi con chúc gì mua may bán đắt nha. Thì đây là những cái đồ bánh tét của dì gói nè cô chú. Là dì vừa bán bánh tét chay mà vừa bán bánh tét mặn luôn. Đó.
nhưng mà tùy theo mỗi hôm là gì có thể gì đổi cái món bánh này món bánh kia nữa, chứ không phải là riêng về bánh tét không. Ở đây là thấy chị gái này bán sơ ri với là rau củ quả rồi nè, mông bí thấy ngon quá trời nè. À, mình bán giờ là mình lột sẵn vậy đó hả chị? Dạ đúng rồi ha, lột sẵn gì tiện cho người mua hả chị ha. À, này hiểu bông bí này vàng ươm luôn nè cô chú. À, ôi cái rau cần cua nhìn thấy ngon quá chị ha. Rau cần chua này mà rau cần cua này mà bóp giấm với thịt bò rồi hết sảy luôn à. Có khi nào làm cho anh xã ở nhà lai rai được không? Ồ vậy đó hả? Anh không biết nhậu từ đó giờ hả chị? Chà, vậy là ổn nè. Rồi em chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ ở đây thì bên đây cũng ngọt, thấy chợ cá nè. Chợ cá này của chị bán luôn hả? Dạ, cái chị kia bán nhưng mà đi đâu mất tiêu rồi hả? Dạ con chào bà. Giờ này đếm tiền đó hả bà? Bán nha, thì ấy chắc lỡ đàng hoàng. Dạ. Rồi sáng giờ bán được nhiều chưa bà? Được 70 kìa. 70 hả? À, những cái rau lan với đọt bầu này là của nhà mình hay là mình mua lợi của người ta bà? Của nhà. Dạ, ở nhà bà trồng đó hả? Ở nhà trồng không ạ. Dạ. Thì ở đây Nguyễn Ngọc thấy bà bán hai loại rau cô chú. À, đây là cái đọt bầu nè. Đọt bầu này xào ăn nên thuốc dữ lắm nè cô chú. Dạ. Những cái lá bầu này là hồi đó Ngọc cũng nghe nói là nấu uống là trị sạn thận rồi hay gì hả? Trị sạn thận nữa. Uống với nước dừa. Phải không bà? Ừ. Dạ. Với đâm uống với nước dừa. Ủa, đâm uống với nước dừa hả bà? Đâm, giờ là để nhờ dừa vô nhau uống. Dạ. Dừa, chẳng hạn hay đó. Dạ. Luộc ăn thấp cá. Dạ. Thấp cá đồ cũng ngon mà luộc cũng ngon. Dạ, con cũng hay ăn cái đọt bầu đó, con mua về ăn xào mỡ ra ăn á bà, ngon lắm à. Ừ, chỉ bệnh rồi luôn. Dạ. Dạ. Nhà bà gần đây không? Ở Trúc Công Tiên kìa. Rồi bà đi xe đạp ra hả? Dạ, đi xe đạp. Dạ, thì đây Nguyễn Ngọc thấy là chiếc xe đạp của bà này có chú anh chị. Dạ. Hằng ngày là bà lọc cọc là trên con ngựa sắt này để đi bán rau cải rồi nè. Dạ rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Ở đây thì Ngọc thấy là anh trai này cũng bán thịt heo này là con chú. Dạ thì ở đây của Ngọc thấy là bên gì này có bán mấy cá chạch lớn quá trời nè. Cá chạch này cá chạch lấu đó hả gì hả? Dạ đây nè cô chú, cá còn sống luôn nè. Dạ. Wow, cá chạch này con thấy bự quá hả gì? Dạ. Rồi bự rồi cô chú, con này chắc cỡ gần nửa ký lô quá. Dạ, bên đó là cá linh đó hả gì hả? Dạ, cá linh là gì chạy oxy luôn. Dạ. Bên đây là gì cũng bán cá linh rồi cá chạch. Dạ. À, Ngọc thấy là gì này cũng đang là lặt bụng ra đó hả gì hả? À, dạ bằng ruột ha. Cái đó số cá đó là người ta mua đó hả gì? Dạ. À dạ. Chỉ như bằng ruột sẵn một chút. Rồi quá trời con tôm. Ngọc thấy tôm càng bự quá. Dạ con cảm ơn dì nha, con chúc dì mua mai bán đắt nha. Dạ. Ủa cá khác hả? Cái gì? Thì bên đây Nguyễn Ngọc cũng có thấy bà cụ bán rau nữa nè, cô chú và anh chị. À, dạ con chào bà. Ờ, bà bán rau đây đó hả? Dạ. Dạ. Những cái rau này là bà đi hái về bà bán hả? Dạ, trồng trong cửa hàng. Dạ thì ở đây là Nguyễn Ngọc thấy là cũng có rau bình bát nè, rồi rau chai nè, rau mùng tơi nè, rau dền nữa.
Thì đây là những cái loại rau sạch rau đồng không nè cô chú. Dạ. Thì bà nói là bà trồng ở nhà rồi bà hái đi bán hả? Rồi là ngày nào bà cũng không đi bán hết trơn hả bà? Ngày phải bán ngày. Bà cho con gửi này con nói chuyện bà tí xíu ha. Rồi để con gắn như đây. Là 2-3 ngày bà mới đi bán một vườn một ngày. Dạ, bà năm nay được mấy mươi rồi? 82. Trời. Bà 82 rồi. Rồi bà đi bán bằng phương tiện gì? Đi xe đạp. Bà đi xe đạp hả? Đâu xe đạp bà đâu? Xe đạp gửi đằng kia ra. À, trời, bà năm nay bà 82 tuổi mà hằng ngày bà đi bán rau này bằng chiếc xe đạp của chú và anh chị. Bà cười thấy rất là tươi nha. Rồi hiện giờ là bà đang ở với ai? Ở với con trai. Dạ con trai hả? Dạ. Rồi con trai cũng đi làm hả bà hả? Đi làm nó mướn đất nó làm. Dạ. Mướn đất làm bị gì gia đình không có đất nhà. Dạ. Rồi là phải mướn làm đất mướn mà. Dạ. Đất mướn mà ngơ mơ là lỗ. Dạ. Phải quơ vào kiếm thêm. Dạ. Thì hiện giờ là bà ở với con trai với con dâu hả bà? Con trai không hả? Dạ. Bà xúc động hả? Sao vậy bà? Cái xe bị nghèo, cái xe bị nghèo bỏ đi. Con dâu hả bà? Là có con chưa bà? Có cháu nội. Vậy là bà có cháu nội rồi. Rồi con dâu chê nghèo. Rồi tự bỏ nhà đi. Bỏ đi lâu chưa bà? Lâu à. Gì đó hả? Rồi hằng ngày là con bà đi làm công việc gì hả bà? Mướn đất làm. Mướn đất làm gì bà? Trồng gì bà? Tỉa bắp. Dạ, tỉa bắp rồi đó. Tỉa bắp rồi đó. Dạ. Bà nói mà bà xúc động cô chú và anh chị. Thì bà nói là trước cái đây bà cũng có một người con dâu. Đó. Rồi không biết là ở trong gia đình như thế nào mà người con dâu đó thì kiểu như là không chịu được ham khổ hả bà hả? Rồi bỏ nhà ra đi. Rồi bỏ ra đi lâu chưa hả bà? Nó đi cũng nhiều lần lắm rồi. À, kiểu như đi rồi về, đi rồi về đó. Dạ, nó cũng có gia tòa. Dạ. Nó tà rồi có đi về. Dạ. Đi về nó ở, rồi nó đi. Dạ. Đi lần cuối cùng là đi năm nay là 6 năm mà. Là cuối cùng là thằng này nó dặn nó bỏ luôn, nó không có nhớ nữa. Dạ. Bỏ luôn, không luôn. Dạ. Không có gia tòa đi vậy đàng hoàng. Con thì theo mẹ. Theo mẹ học được, ba nó cung cấp nuôi học được, tốt nghiệp 12. Dạ. 12 rồi là nó đi mạng công ty ở ngoài Tây Ninh. Dạ. Giao đi cô. Dạ, rau bà 5.000. Thì rau này bà bán một bọc có 5.000 à, cũng 5 khá là rẻ cô chú. Dạ, rau sạch. Này cũng dễ ăn quá trời nè. Dạ, mua giùm bà đi chị. Rồi hằng ngày bà đi bán như vậy cũng về phụ tiếp với con trai bà ha. Dạ. Mình cũng lo tiếp. Dạ, con trai bà năm nay được mấy mươi rồi? Năm mấy. Năm mấy tuổi rồi hả? Cha thì anh cũng lớn tuổi dữ hả bà ha? 54. 54 tuổi này rồi, bây giờ mà nói đi làm rẫy là cũng hơi vất vả hả bà? Nhưng mà cũng giỏi. Dạ. Rồi đủ sống không bà? Cũng đắp đổi mà đều không thiếu nợ. Mình phải lăn gấp mình tiện tặng. Dạ. Bây giờ thiếu nợ là trả không có nổi. Dạ. Thiếu nợ thì thiếu nợ toàn là tiền lời không à. Dạ. Cho nên mình phải lâm đủ mình lo tiếp với con mình. Dạ. Để lỡ thiếu nợ mà tiền đâu mà trả. Dạ. Dạ. Đổ tiền lời tiền đón tiền đâu mà trả. Dạ. Mẹ đẻ con đẻ. Dạ. Mình phải dám tiện tặng. Dạ. Thì mình tiếp với con mình. Nghe bà nói cũng thấy là tội của chú và anh chị. Bà năm nay 82 tuổi rồi mà hằng ngày bà cũng đi bán rau nè cô chú. Thì cô Ngọc hỏi cái rau của bà thì bà nói là rau này là bà trồng. Rau này bà trồng hay là con bà trồng? Rau gì trồng còn vậy thì nói mà. Dạ, rau thì bà trồng ha. Nắng thứ gì. Dạ. Thì con thấy là cái cổ của bà làm như bị bú nè phải không? Bú. Dạ, bà bị lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Nó lâu rồi. Lâu rồi nhưng mà cái bú là dạng như nó cũng lành tính hả bà ha? Dạ. Dạ. Bú hiền. Dạ, bú hiền thôi. Bú hiền. Dạ.
lâu lắm rồi. Dạ. Bởi vì ăn tương, vì ăn tương thì không dám ăn trụ. Dạ. Vì ăn tương cũng 6 năm rồi. Dạ. Vì không dám ăn trụ nên nói ăn trụ là bún thì nó lớn. Dạ. Vì cử ăn gì. Dạ, đúng rồi, mình kể chịu khó mình kiêng đi thấy bà ha. Dạ. Không dám ăn. Rồi một ngày vậy là bà bán được bao nhiêu tiền? Như là ba bữa bán bữa được cũng được được 80 ngàn. Dạ, ba bữa bán ngàn. Bữa được 80 ha. Ừ. Nhiều bữa nào có giao nhiều thì được 100 ngàn. Dạ. Còn có ít thì được 70 ngàn. Dạ. Từ 70 ngàn tới 100 ngàn trả lợi. Dạ. Nhiều bổ đồng ra là một ngày cũng được 30 ha. Dạ. Đặng mình lo tiếp với con mình. Dạ. Để nó thiếu đi hỏi tiền lợi không đủ nợ với nữa làm sao được. Thường thường là bà đi bán tới mấy giờ bà mới về? Bán hết rồi về. Bán hết rồi về. Bán hết rồi. Là bữa nào mà về trễ nhất là mấy giờ bà? Cũng 10 giờ. Dạ vậy đó hả? Ví dụ mà có khỏe thì về thẳng, còn có mệt thì ghé quán nào đó. Dạ. Ghé đó nghỉ, về tới nhà cũng chậm 10 giờ 11 giờ mới tới nhà. Dạ. Dạ thì ghé đâu có ai đâu, hối đâu. Dạ. Ví dụ vậy á. Về rồi ai nấu cơm cho bạn? Về thằng nhỏ nó nấu cơm, có khi nó nấu sẵn. Dạ. Bắt hồi cơm điện lên. Dạ. Vì ăn tương. Dạ. Nó ăn mặn, nó mua. Dạ. Gì ăn nó mua. Dạ. Vì ăn tương giao gì mua gì ở chợ gì về nấu vậy. Dạ. Dạ thì hôm nay bà cháu mình gặp đây thì cũng là một cái duyên ha. Thì con cũng thay mặt mấy chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, chị Phương và chị Lưu Thúy á, thì con cũng gửi cho bà 100 để bà ăn vặt ha. Vậy là con có cái tấm lòng vậy là vì cảm ơn con. Dạ dạ. Giờ sáng giờ là bà bán được nhiêu đây tiền đó hả? Nhiêu đó đó. Bà bán sao bà không xếp lại bà để đây? Để đây đi, đặng có thấu để móc vô móc ra. Dạ. Vậy là con có tấm lòng gì mang ơn con nghe. Dạ dạ. Thôi con chúc cho bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ bà ráng cố gắng ha. Dạ. Cố gắng chứ. Dạ. Vì sợ nợ dữ lắm. Con chào bà nha. Đúng rồi. Dạ dạ. Thì bà năm nay cũng 82 tuổi cô chú. Nhìn bà cũng rất là thấy tội nữa. À, bên đây thì cũng Ngọc thấy là chị gái này bán xe xinh xăm xinh xáo rồi nè. À, cái này cái lá sâm đó hả chị? Dạ. Cái lá sâm này là ở nhà mình trồng hay sao chị? Mua rồi. À. Đất ly đó mà. Dạ. Ừ. Kiểu như còn dư đó, ha. Dạ. Dạ. Ở đây không giờ bán ký. Dạ. Ở đây không giờ bán ký hả? Ở đây là Nguyễn Ngọc thấy chị bán cái này là xinh xáo hả chị? Dạ, xinh xáo nè. À. Xinh xáo nè. Rồi, bữa nay là chị không có giò sâm. Dạ, với là chè này, chè đậu đen hả chị? Dạ. À, cái khoai mì này là em thấy nó lạ ha. Trồng ở Việt Nam. À, cái giống của Thái Lan nhưng mà trồng ở Việt Nam ha. Trời, 5 ngàn khoai mì là ăn no tới chiều luôn đó. Cầm một ở quê mà bán nhiều lắm rồi. Dạ, nói chung là ở quê mình sống rất là giản dị ha, ha chị. Dạ. Thì cái khoai mì này là chỉ nói khoai mì Thái rồi cô chú. Là cái giống của Thái Lan đó ha chị. Thì không biết ta bán tao nói mình là Thái nhưng mà rất ngon. Thì theo như Nguyễn Ngọc nghĩ là chắc là cái giống này là cái giống của Thái Lan nè. À, đem cái giống về bên Việt Nam mình trồng lại. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha, em chúc chị mua may bán đắt ha. Dạ. Rồi cái độc bầu tháng này non không nè. À, ở đây thì Nguyễn Ngọc thấy là bán ốc không nè. Bên đây là nguyên một dãy ốc luôn nè cô chú. Ba bốn thau ốc luôn. Ở đây là con lía nè. À, cái con hến này là họ thường phơi với muối ớt đồ cô chú, phơi nắng đó, phơi nắng là dọc hai bên đường ở ngoài mà người ta bán đó. Dạ. Dạ thì bên cái sạp của chị gái này Nguyễn Ngọc thấy bán hải sản rồi nè. À, tôm tép mực ghẹ rồi luôn. Dạ. Chà, cá lăng thấy ngon quá hả chị? Dạ. Dạ. Đủ thứ chá. Ở đây là... Trong cái khu chợ này là em thấy là chị bán là nhiều đồ nhất nè. À,
bán thấy hoành tráng hơn là những cái chỗ khác à. Trời, cái lăng nè, cái lăng quá trời nè. Cái lăng này là cái lăng nha hả chị? Không, cái lăng sông. Cái lăng sông hả? Dạ. Cái sông này mà ăn là còn gì bằng nữa. Nướng. Dạ, nướng hả chị? Cái đồng hả chị? Dạ. Cái này cá rô đồng hả chị? Rô đồng, bắp đồng. Dạ. Ủa, ở đây là chị bán rô đồng là cũng khá là nhiều ha. Dạ. Dạ. Rồi bên đây là cá biển, cá đồ của chị luôn. Cái dãy gian hàng của chị bán cũng khá là nhiều cô chú. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha, em chúc chị mua bay bán đắt nha. Rồi bên đây thì cũng Ngọc thấy cá linh rồi cô chú. Nói chung là vô cái mùa nước nổi này là ở chợ nào cũng có cá linh hết trơn á. Yeah. Yeah. Bán tiếp mẹ giờ này là ăn rồi đó hả? Dạ. Để con chia sẻ lên cho bà con người ta xem á gì. Dạ. Dạ, con thấy gì làm cá cũng nhanh quá. Dạ, nghề nghiệp mà. Dạ có, thì con cũng có giới thiệu về cái khu chợ này nè. Ha. Quay hoài đó. Dì năm nay được mấy mươi rồi? Dạ 70 rồi con. Trời. Đâu đâu gì trời. Dì gần 70 rồi hả? Gần 70 mà con thấy gì trẻ nha. Dạ. Bữa hôm tao nói vậy bà nó không cự. Sao sao cự gì? Dạ, ý là lớn tuổi dữ lắm rồi ha. Dạ. Kiểu như nói gì 70 tuổi là không ai tin đó không? Thì nhìn gương mặt của dì Nguyễn Ngọc cũng không nghĩ là dì 70 tuổi đâu cô chú. Đây nè cô chú và anh chị nhìn về gì nè. Đó hả? Dạ. Dạ vậy đó hả? Dạ. 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 Như vậy là cũng may mắn lắm rồi nghe gì ha. Dạ. Dạ thì những cái cá này là mình làm sẵn là lát mình bán cho khách đó hả gì á? Bán cho khách cơ mà. Dạ. Bán này bán cũng được, bữa nay ăn tương mới hơi chậm. Dạ, hôm nay ăn tương mới hơi chậm hả? Dạ. Bữa đó có cái bà nó không quay tao. Dạ rồi con chúc cho dì nhiều sức khỏe ha. Dạ rồi con cảm ơn dì. Chà thì đây là cái khu vực trong chợ Nhà Lồng nè, cô Ngọc thấy cũng khá là đông cô chú. Dạ. Ở chợ này cô Ngọc thấy là những người lớn tuổi bán hàng cũng khá là nhiều. À, thì bên gian hàng này thấy bán đồ chai hả? Đây đồ chai không hả em trai? À, đồ chai mà mấy ngày này là bán là hơi vất vả ha. Hơi mệt hả? Có vợ chưa? À, bà xã bán đây luôn hả? À, được mấy bé rồi? Mới được một à, em năm nay nhiêu rồi? Có 32, 33. À, 32, 33 hả? Bé lớn chưa? Chưa, mới vài tháng. Vậy là lấy vợ muộn hả? Hả? Đúng rồi. Còn 30, 31 lấy vợ cũng được rồi ha. Chứ để mới lớn lên là lấy vợ coi như là chôn vùi đời trai đó hả? Ở đây căn nhỏ lắm. À, ở đây là mình chỉ chuyên về đồ chai không ha. À, ở trong cái khu chợ này chỉ có mình em bán đồ chai thôi ha chứ hả? Bên đây cũng có bán bán gạo và bán đồ chai. À, rồi anh cảm ơn em nha, chúc em mua may bán đắt nha. À. Thì cái khúc trên này cũng Ngọc thấy là bán quần áo rồi với xà bông rồi nè cô chú. À, cái khúc Nhà Lồng ở ngoài trước đây. Trong Nhà Lồng này cũng Ngọc thấy bán đồ nhưng mà cũng khá là vắng cô chú anh chị.
đây bỏ à. Dĩa lại rồi. À, chị gái này bán xôi hả? Ừ. Hết rồi hả chị? Dạ mới hết hả? À, chị Ngọc thấy là bà đang gọt chế su hào nè. Dạ, cái Nguyễn Ngọc TV gì? Dạ. Quay gì vậy? Dạ, con đi chia sẻ lại cái hình ảnh của người dân mình ở chợ rồi cho bà con người ta xem. À, vì năm nay được mấy mươi rồi? 62. Dạ, vì 62 hả? Dạ, vì làm đồ ăn đó hả? Ừ. Dạ, gọt với su rồi để xào ha. Ừ. Dạ. Dạ, bệnh hoạn hoạn. Dạ. Đào bệnh hoạn hoạn. Ở đây là mình bán gạo hả gì? Gạo. Dạ. Mình bán đậu phộng rang. À, gạo với đậu phộng rang rồi ha. Ừ. Dạ. Người gì bán ở đây rồi, không ai tiếp gì hả? Có ổng đó. Đâu chú đâu? Dạ. Vậy là sáng chú đi cà phê cà pháo rồi á. Ổng dọn á, ổng dọn giờ không có đi giao cho người ta. Coi như là chú ổng dọn ra bán. Dạ, chào chú về kìa. Đồng chí bán tôi 2 bịch đậu phộng muối mà 1 bịch 5 ngàn á đồng chí. À, đồng chí bán 2 bịch đậu phộng muối. Chà, chú còn thấy chú có cái đầu tóc bạc trắng đẹp quá trời ha. Bạc bạch kim là nhìn thấy rất là sang ha chú. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chú năm nay được mấy mươi rồi? Dạ, 71. Dạ, 71 rồi ha. Dạ. Cái tóc mà bạc trắng là nhìn thấy rất là hay cô chú và anh chị. Dạ. Tôi nghĩ là tôi bạc là tôi xấu dữ lắm đó. Rồi. Nhưng mà xấu nhưng mà nhờ có một cái có giọng ca. Dạ vậy đó hả chú. Dạ, đi đám cưới, ví dụ mình đi đám cưới là mình ca cái là nội cái tiền bo là dư dạ. Tiền mình. Vậy bữa nay là chú cháu mình tình cờ gặp đây thì cũng là một cái duyên. Về chú có thể nào chia sẻ lại cho bà con một đoạn nào đỡ được không chú? Chia sẻ là ví dụ chú hát lên một đoạn gì đó. Thiệt. Nhưng mà con nghe chú nói là chú có giọng ca là con cũng hơi tò mò, con cũng rất là muốn nghe. Dạ ở đây là gì muốn nghe không gì? Dạ là không có. Gì? Tôi ca là thường là có đào tôi ca mới được. À, có đào mới ra được. Ca mà đọc chiếc là phải có đờn ca mới được. Vậy đó hả chú? Chỉ có cái bệnh em bé lớn tuổi ưa có cái tánh mắc cỡ. À, vâng ạ. Chú vui vẻ. Dạ. Chú không có thể nào chia sẻ một đoạn nào được hả chú? Dạ, con cảm ơn chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Thì Nguyễn Ngọc thấy chú lớn tuổi thiệt nhưng mà chú cũng rất là vui tính lắm chú và anh chị. Bây giờ mới ăn sáng đó hả chú? Giờ này mới ăn. Dạ. Dạ, rồi con chào chú gì nha, con chúc chú gì nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Dạ thì ở đây cũng Ngọc thấy là chị gái này chiên bánh qua giạt hả chị? Dạ, bánh qua giạt hả? Dạ. Bánh qua giạt với sake hả? Sake là trái sake hả chị? Sake nè, còn bánh qua giạt ở ngoài trước. À. Dạ, cái bánh này bánh sake này lần đầu tiên của Ngọc cũng mới thấy nè cô chú. Dạ. Rồi. Dạ dạ. Rồi ở đây của Ngọc thấy chị cũng có bán bánh qua giạt đó nè cô chú. À, chị làm thấy rất là khéo tay nha. Chiên cái màu bánh là thấy nó vàng tự nhiên luôn đó. Dạ. Dạ sao chị? À, ở trong là chị để thịt trứng cút đó hả? Dạ. Sake chiên bột. Dạ. Rồi cái trái sake này mình mua ở đâu có chị? À, thảo nào mới có trái sake này là chiên ha. Trái sake này cũng Ngọc hỏi chị mua đâu có, nhưng mà chị nói là cái này là ở nhà trồng, thành thử ra là mới có để bán. Nhưng còn mà bây giờ mà muốn đi mua trái sake này cũng hơi vất vả ha chị. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn chị nha. Dạ thì đối với chị chợ của Ngọc thì có bán
một cái tủ bánh mì thịt heo quay rất là ngon nè cô chú. Dạ. Bánh cam, bánh cam. Dạ, thì đây, chị gái này là vừa bán bánh mì vừa bán bánh hỏi thôi ha. Dạ. Bánh cam. Cô chú cái miếng thịt heo quay rất hấp dẫn nha. Dạ. Đây là những cái rau ngò để chỉ thêm vào trong ổ bánh mì với là bên cái bánh hỏi của chú. Ở cái này bún, này bún bánh, bánh hỏi nha. Bánh này bún. Dạ em chào chị. Ở đây em thấy cái tủ bánh mì với bún heo quay của chị nhìn thấy hấp dẫn quá rồi. Em qua em chia sẻ tí xíu. Dạ. À, heo này là mình tự quay ở nhà đó hả chị? Dạ. Dạ, quay ở nhà luôn. Còn ai mà có đặt quay heo này cái đó là mình cũng nhận đó hả chị? Dạ. À, ở đây thì em thấy chị bán bánh mì với là bún hả chị? Dạ, bánh mì với bún. Dạ, bún, bánh mì, bánh hỏi luôn ha. Cơm luôn hả chị? À, có bán cơm nữa hả? Dạ. À, thì Quốc Ngọc ở đây thấy chị cũng có bán cơm này cơm tấm mà hả chị hả? Dạ. À, thì chị cũng có nấu một nồi cơm tấm đây là bán cơm với heo quay bánh hỏi luôn luôn hả chú? À, thường thường là mình bán một phần cơm về bao nhiêu tiền hả chị? Dạ, nói chung là bình dân quá chị. Hả? Dạ. 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 Dạ, nói chung là mình bán cái giá này là thấy cũng khá là bình dân á. Bây giờ mà bán 15 ngàn là quá rẻ cô chú. Cơm heo quay 15 ngàn, rồi bánh hỏi cũng 15, bánh mì thì 10 hả chị? Dạ. Dạ, chị bán khá là rẻ. Mà ở trong cái khu vực chợ này là ngoài chị ra lại không thấy còn ai bán cơm heo quay với mì heo quay hết trơn á. Ha. Chỉ có mình chị là độc quyền luôn rồi đó. Hả? À. Cái thứ nhất độc quyền, cái thứ hai nữa là chỉ bán cái giá luôn cũng bình dân đó cô chú. Dạ. Ở chỗ này là mình thuê hay là nhà mình chị? Dạ, mình thuê đó hả? Mình thuê khúc mà trước này không hả chị? Dạ. Vậy đó ha. Năm 7-8 triệu đó hả chị? Dạ. Rồi bán xong là tủ rồi mình để đây luôn ha. Dạ. Dạ, sáng ra dọn bán thôi. Thì cái tủ của chị là cái tủ bằng inox luôn rồi cô chú. Nhìn thấy rất là sạch sẽ nha. Dạ. À, ở bên này thì Quốc Ngọc có thấy là chị để cái menu giá cả rồi nè. 10.000, 15.000 không à. Dạ. Dạ, thôi em cảm ơn chị nha. Em chúc chị mua bay bán đắt nha. Dạ. Dạ. Dạ thì video đến đây Quý Ngọc cũng xin tạm dừng nha cô chú và anh chị. Quý Ngọc xin hẹn cô chú và anh chị những video tiếp theo ạ. Ngày mới Quý Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị bình an, sức khỏe và hạnh phúc ạ.